Tại nơi mặt cái tên lẽ mày Biển mấy bữa gửi nha nha. Hồn vốn mà Hồn vốn. Cái bữa đẹp này là ghế bu đài. Nghe chưa? Chờ cũng có ghế buồn mà. Đâu. Lạnh không? Lạnh không? Không phải lạnh, đau với lạnh nhỉ. Gồng có bóp không được không? Tuổi học sinh hay bị mụn này. Nó bây giờ nó với dậy thì mà sinh năm 94 rồi bây giờ với dậy thì đây chị chứ số hai đại tư năm 94 tổng thổ này hai đại tư năm 52 à. Dạ chuẩn bị thi đâu. Đi về ông dốc sơ gương đẹp sơ gương mà thấy đẹp chứ nhớ sơ gương sơ gương cả nên vừa vài tiền là hết mà. Trời ơi thả đánh đi thả đánh được mà à, nó đỡ đau hơn nó gông trước sau gì đau rồi làm chi nó mệt người vừa đau vừa mệt nữa gông đó mà đau lắm gông nổi gông với gông. Nằm im nha, nằm im nha. Không muốn gồng cũng phải gồng nha. Vậy kiểu anh đi đi học hả? Thứ à? Ừ. Nên nó đi chơi. Đi đô TikTok hả chứ? Hot hot TikTok à? Không biết. Ừ. Nó hả chơi TikTok. Hot TikTok. Nó kiểu nó dọn sân khấu kìa. Làm gì á? Kiểu nó dọn sân khấu nó hay đi với bà nghệ rồi đó à. Chắc nó nhảy nhót quen rồi. Ừ. Dọn sân tại khấu tăng lên thì hầu ấy, đâu gì đó. Đâu rồi cô ơi đâu cô đó đó đi mạnh rồi có chơi 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 thằng này này đi hai ta lên đường lên. Ừ. Giờ mà mẹ nó kêu đẻ cho nó tự thấy. Thấy cái mặt tay lại luôn. Mặt nó rồ. Rồ sau này không chơi được. Mẹ tay rồ rồi nè. Màu răng chữ. Không chị xẹo được rồi chị. Không. Cái thâu để chi nữa để mấy cái cho nó đỡ chứ để nó còn lõm xuống sao hơn nữa là sao này với đây nhiều quá đi nhưng mà nó qua dưới cổ nó này đó bị mụn lông không? Ừ có bị mụn có lông? Ngực nhiều không ít
Cả mấy cục to là bùng máu à. Nằm im giá thấy ngon không? Sợ kim lắm à. Đây bộ nhớ ai? Đây đây. Thôi máy vào đây rồi hả? Năm mấy rồi? 15 rồi. 15 hả? Chị 16.
Đâu 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 cô. Thank you.